Quán thợ không hả? Quà nó không nữa giờ. Thì bạn thấy gì đó? Bạn thấy gì? Photo rạp quay. Trời. Vinpearl là một điểm đến lý tưởng không thể thiếu hơn cách được hòa giữa bốn yếu tố món ăn ngon, giá hợp lý, phục vụ nhiệt tình và không gian đẹp là ẩm thực chúng tôi vừa cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đó, luôn. Tại khu ẩm thực, quý khách có thể khám phá đồ ăn hấp dẫn và giải khát tại chuỗi nhà hàng fast food đặt tại nhiều vị trí trong khu Vinpearl trong là biển này chỉ với 2 lần đầu tiên quý khách sẽ có được trong đây là biển hả? Vị trí nào sau đây? Gà đến cáp treo khu vực hoài đăng nổ tiếng luôn đó hả? Tre khu vực cầm và đại tướng kiến nước nhau chân sâu rồi đâu đi biển mà có mấy ghe không một người đó mà thuyền đấy chứ. Chào mừng quý khách đến với khu công viên giải trí Vinpearl, đường cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Quý khách đang thưởng thức vẻ đẹp biểu diễn của vịnh biển Trang, một trong các chiến dịch biển đẹp nhất hành tinh. Hành trình quý khách sẽ đến với công viên Vinpearl, khu vui chơi giải trí hàng đầu và là công viên vui chơi duy nhất nằm trên một đảo rất lớn tại Việt Nam. Ngoài đảo, quý khách sẽ bước vào thế giới của các trò chơi ngoài trời, gồm nhiều trò chơi cảm giác mạnh như lướt quay, tàu thuyền cao tốc, đu quay dây vong, xe đạp bay hay tàu hỏa. Bà đời đến nhà tao. Nếu không được thưởng thức thì một trẻ bằng sắc quê ta không cho đâu. Trung Nam, nó tiếng chứ không? Đặc biệt, cái này ở Vinpearl. Dữ lắm. Hành trình của quý khách tiếp tục đi bước vào một không gian mát mẻ và huyền bí của thế giới sinh vật biển dưới lòng đại dương. Đó chính là thủy cung lớn nhất Việt Nam. Với thiết kế đặc biệt bởi một đường băng truyền di chuyển trong lòng khu thủy cung, quý khách sẽ hòa mình vào lòng đại dương và thỏa sức ngắm nhìn hàng trăm loại cá thuộc nhiều chủng loại quý hiếm được trưng bày ở nơi đây. Nếu muốn tìm một địa điểm dừng chân nghỉ ngơi, chỉ cách thủy cung khoảng 100 mét dọc theo bờ biển, quý khách sẽ đến được một nơi thật thấm mát. Khi thưởng thức các món ăn ở đây, quý khách sẽ cảm nhận được vị mặn của nước biển. Cô ấy chưa học cái đó mà cô ăn không? Tạo vị rất mặn mà của người Nha Trang, một chút vị ngọt của miền Nam Bộ và một chút vị đậm đà của người Hà Nội. Tất cả xung hòa lại tạo nên nét đặc sắc riêng cho nhà hàng Vinpearl. Là ở Vinpearl là một điểm đến lý tưởng không thể thiếu cho cuộc hành trình của quý khách. Bởi sự kết hợp hài hòa giữa bốn yếu tố sẽ có được xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào sau đây: gà đến cáp treo, khu vực coi bay, khu vực gần nhà hàng tre. Tới rồi rồi tao hả? Sau khi có một bữa trưa như ý tại làng ẩm thực, quý khách có thể nhả mình trên các ghế nằm sofa. Mẹ có Trang đâu? Có Trang mới đóng. Ở đây đứng chờ luôn mà nhớ. Bây giờ thêm, cứ điện thoại cho mày điện cho chú Phong nó đón mình đấy. Chẳng thể tìm được một nơi nào trong thành phố, nha. Một công viên nước rộng lớn với một khu bãi tắm riêng biệt trên một dải biển xanh cát trắng dài 100 mét. Khu công viên nước trải rộng trên diện tích 60.000 m², gồm một hệ thống nhân tạo, hàng rừng rậm và các trò chơi thú vị, cùng trò chơi cảm giác mạnh, cùng trò chơi gia đình và trẻ em, cùng dòng sông người bao quanh.
công viên nước sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều hàng ngày. Nếu quý khách muốn tìm đến một nơi có không gian sâu lắng và yên tĩnh, hãy ghé thăm Trúc Lâm Tịnh Viện với phong cảnh hữu tình. Tại đây, quý khách có thể chiêm ngưỡng 72 con mắt lắm biển và tập phát La Hán cùng tượng đài Bồ Tát Nam Hải Vi Nghi và Đầu Đi và biển cả. Quý khách sẽ được sự tìm được sự bình an ngay đây. Nào ai vô? Không quen đó, không quen luôn. Thì nó như vậy nhưng mà thứ ba vô, chỗ nào nó lại ai già rồi.